Xin chào các bạn, hai vợ chồng mình mới tới sân bay ở Đức, còn 4 tiếng nữa mới bay qua Pháp. Trong khi chờ đợi, mình sẽ cho các bạn thấy Lufthansa First Class Terminal nhìn ra sao. Những hãng máy bay khác thì có phòng chờ đợi trong sân bay cho First Class Passengers. Riêng Lufthansa họ có một building riêng dành cho hành khách bay first class. Building First Class này mình phải đi bộ ra khỏi phi trường khoảng 10 phút. Tại building này họ sẽ làm giấy tờ và security cho mình hết luôn. Khi mình chuẩn bị bay á, họ sẽ chở mình tới tận máy bay. Đối với hai vợ chồng mình, cái lounge này là đẹp và sang nhất trong tất cả First Class lounge trên toàn thế giới. Bây giờ mời các bạn vào bên trong để xem nó nhìn như thế nào. Điểm nổi bật nhất trong lounge này là cái bar với hơn 130 loại whisky và 50 loại vodka đắt tiền. Ngoài cái bar sang trọng, Lufthansa First Class Terminal còn có nhà hàng rất đẹp. Các bạn có thể ăn theo kiểu buffet hoặc order từ menu do đầu bếp Michelin Star tự nấu. Trưng bày trong lounge rất sang và đẹp, làm cho mình cảm tưởng là đang ở trong một khách sạn sang trọng chứ không phải là ở trong phòng đợi ở phi trường.
Trong lounge này còn có một phòng riêng để hút cigar. Trong phòng cigar này có cái bo nhỏ và nhiều loại cigar khác nhau. Trong lounge có tổng cộng 3 khu ngồi đợi và nghỉ ngơi. Mỗi cái bàn có đầy ắp những đồ ăn chơi như các loại hộp và mứt. Lounge còn có 4 phòng tắm. Một trong 4 phòng tắm đó có bubble bath. Rất tiếc khi hai vợ chồng mình tới thì đã có người dùng nên không quay được. Chào các bạn, Nguyễn Kỳ mới với ông xã mới tắm ra nên mình đang ở trong cái lounge Tonsa Fortress Lounge. Bây giờ hai ở trong đây mình có thể tự chọn là một là mình ăn coffee là nó dọn sẵn qua đây, hai là mình kêu từ order cho nên hai vợ chồng mình thích kêu từ trong cái menu hơn. Đây là cái menu của Tonsa nha các bạn. Đồ ăn với lại thức uống với rượu, bất cứ rượu nào hết là không có tính tiền. Hôm nay thì tại vì mình đi là ngay cái mùa Noel á, cho nên họ có cái menu riêng. Bên trong đây là cho cái menu cho lễ Noel này nè. Cái buffet nhìn thấy rất là hấp dẫn các bạn. Các bạn sau khi đợi khoảng 15 tới 20 phút nha ông xã. Thì cái món của mình cũng ra, nhưng mà nhìn thì bù lại hồi nãy hơi đau bụng hơi bảo nói tại sao lâu quá. Nhưng mà người họ đem ra thì thấy đáng thì. Cái này là Nikki order vịt. Bạn thấy nó làm ngon nhưng sao không cái da nhìn thấy giòn á. Còn ông xã mình thì táo bạn hơn chút xíu là anh thích order mấy cái món nào đi đâu thì anh thích order mấy cái món local á. Cho nên cái món này thì ở Đức thì nó nổi tiếng và giống như là thịt mà nó chiên giòn lên rồi mình ăn chung với mấy loại này nè các bạn. Ngon không xã? Ngon hả? Thấy nó giòn quá ha. Thịt nó tender. Nó mềm á hả? Đem quay lên để sát lại đem coi thử coi. Oh wow. Rồi xong mình nặn chanh lên với lại cái này là gì? Giống như gừng hả hay là potatoes? Giống như khoai á. Gừng hả? Chưa thử. Chưa thử. Còn cái này của Nikki á thì nó giòn lắm các bạn. Cái da họ làm nó rất là giòn. Để Nikki ăn thử ngon không? Nước này ngon lắm. Vịt thì cũng không có gì đặc biệt thì mấy thì cũng giống như vịt quay vậy thôi. Nó hơi lợ lợ, nó không có đậm đà như mình. Nhưng mà cái nước sauce này thì nó ngon. Cái này là giống như là mashed potato á. Cũng ngon lắm. Cái da của nó rất là giòn các bạn. Hình như là họ làm cái kiểu như là deep fry á. Mình cắt ra nè, nó giòn lắm. Nghe nó crispy lắm. Mình ăn chung với một miếng này. Thay cho chồng mình ăn xong rồi thì bây giờ một hồi có cái người mà hồi nãy họ dẫn mình vô là personal assistant á sẽ đi đi vô để dẫn mình đi chở mình tới ngay chỗ đậu ngay chỗ bay mai luôn. Họ làm hết tất cả mấy cái giấy tờ giống như check in rồi hết cho mình.
mình chỉ có đi xuống dưới xe, cái xong mình chở tới đậu ở dưới chỗ chiếc máy bay á, rồi mình đi lên thôi. Có xe chở lại máy bay luôn. I'll hang on to my bag. Thank you. Nikki, get it. Bây giờ họ chở mình ra rồi nè các bạn. Đây là chiếc máy bay này thì tại vì đi nội địa thôi cho nên nó không có